tiếp nối thành công của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân du lịch biển 2023, công ty Pema Media tiếp tục tạo ra các sân chơi chuyên nghiệp đẳng cấp và uy tín dành cho giới doanh nhân. Dự kiến trong tháng 3 năm 2024, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân siêu quốc gia 2024 sẽ diễn ra tại thành phố Vũng Tàu. Thông tin được công ty đưa ra tại buổi họp báo mới đây. Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân siêu quốc gia năm 2024 nhằm tìm kiếm gương mặt nữ doanh nhân tiêu biểu, đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các nữ doanh nhân đang giữ vai trò chủ chốt tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cuộc thi còn góp phần quảng bá du lịch, văn hóa, con người tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đối tượng dự thi là nữ doanh nhân độ tuổi từ 25 đến 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và nước ngoài. Ban tổ chức sẽ tuyển chọn 30 thí sinh bước vào vòng thi tài năng, thi thời trang, bán kết và chung kết. Thời gian dự kiến diễn ra vòng bán kết và chung kết từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 3 năm 2024 tại thành phố Vũng Tàu.